Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói sơ qua về khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 để cho các bạn chưa biết nắm sơ qua một số thông tin cơ bản như sau. Từ một vùng đất đầm lầy chua mặn, không có giá trị cao về mặt kinh tế, vùng đất phía nam Sài Gòn sau bao năm ngủ yên trong nỗi cơ cực nhọc nhằn nay đã thay da vào đổi thịt. Sức sống của nhà bè xưa đã khởi sắc, sự đói nghèo lùi dần nhường bước cho một cuộc sống sung túc ấm no. Và chính sự thành hình của khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một nhân tố quan trọng tạo nên sự thay đổi ngoạn mục ngày nay. Một đô thị hiện đại được quy hoạch bài bản, khoa học, đồng bộ và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phát triển bền vững trong cơ cấu bảo vệ môi trường là những nét đặc sắc trong quy hoạch tổng thể của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng rộng 409 ha, được xem là trái tim của toàn khu Nam Sài Gòn, được quy hoạch đầy đủ chức năng của một khu trung tâm đô thị hiện đại như thương mại, tài chính, cư trú, văn hóa, giáo dục, giải trí, giao thông vận tải. Dựa trên thế mạnh đặc trưng của vùng sông nước phương Nam, có dòng sông cảnh quan bao quanh, đón các hướng gió lành từ rừng phòng hộ Cần Giờ và Biển Đông. Ngay từ đầu, quy hoạch tổng thể đã nhấn mạnh khai thác tối đa thế mạnh của thiên nhiên trên cơ sở tôn tạo và phát huy lợi thế địa hình sẵn có, tạo một đô thị hiện đại chan hòa với thiên nhiên sông nước vùng khu Nam Sài Gòn. Những mảng xanh hiện hữu được tái tạo thành công viên, khu bảo tồn, sân golf, khu giải trí xen kẽ giữa các khu dân cư, dòng sông cảnh quan được quy hoạch từ hệ thống kênh rạch để tạo các tỉ lộ xuyên suốt và liên kết với các cảnh quan thiên nhiên tạo nên sự ấn tượng đặc sắc. Mỗi đặc thù kiến trúc, chức năng của từng khu sẽ tạo tổng thể một trung tâm đô thị hiện đại. Trong đó, khu thương mại tài chính quốc tế được xem là trái tim của toàn đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là khu phức hợp, sầm uất và năng động, với các cao ốc và văn phòng sử dụng hỗn hợp đa chức năng về thương mại tài chính.